Ngày thứ 11 của cuộc trục vớt báu vật. Hôm qua tôi đã đào bới được cổ vật và báu vật trị giá 300 triệu, gây xôn xao trên mạng. Mọi người tranh nhau bắt trước, bói toán thành công. Hôm nay vận may lớn lao đến rồi. Cả may mắn lẫn rủi ro. Trong vòng một ngày có cả may mắn lẫn rủi ro. Thật kịch tính đấy à? Bắt đầu đào bới, phòng trực tiếp cực kỳ sôi động. Citizen mưu dân gian, bạn có xem tin tức tối qua không? Rất nhiều người đã ra biển đào bới. Nhà tôi có một chiếc thuyền nhỏ, thường thì không ai thuê cả. Hôm qua có một nhóm người đến thuê thuyền của tôi, thường thì chỉ thuê thuyền vài nghìn đồng. Hôm qua họ trả tới 50.000, tăng gấp 50 lần so với bình thường. Hôm qua những người đó mất trắng hết. Đừng nói nữa, hôm qua tôi thuê 10 chiếc thuyền, nhưng không đào bới được gì cả. 50.000 cũng đi tong luôn, lên nóc nhà tự tử còn phải xếp hàng nữa. Tất cả đều là những người thuê thuyền đào bới mà phá sản. Người tệ nhất mất tới 8 triệu. Tôi không nhịn được cười nhạo họ nên bị đánh một trận. Cuối cùng phải trả 500.000 tiền viện phí. 500.000 còn tạm ổn. Vậy tôi cũng lên nóc nhà thử vận may vậy. Đúng lúc đó, vài chiếc trực thăng bay tới từ trên không. Tô Bạch vừa ngẩng đầu lên xem chuyện gì. Giây sau, từ trực thăng thả xuống một chiếc thang dây. Từ trên cao xuống vài gã đàn ông lực lưỡng, chĩa súng vào đầu Tô Bạch. Đừng cử động, nếu không tự chịu hậu quả. Tô Bạch khẽ nhếch mép. Đây chính là điều lớn lao à? Bị bọn khủng bố bắt cóc à? Chẳng lẽ vì mình kiếm được nhiều tiền nên bị chúng nhằm vào? Một giờ sau, Tô Bạch được đưa xuống từ trực thăng, rơi xuống một con tàu lạ. Lúc này, một gã đàn ông lực lưỡng xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi chính là Citizen nổi tiếng âm phủ phải không? Một tháng trước, ta đã làm rơi một tài liệu quan trọng xuống biển gần đây. Đã tìm kiếm gần 40 ngày rồi, nhưng vẫn không thấy. Ngươi không phải có thể đào bới bất cứ thứ gì sao? Đến đây, hãy cho ta xem tài năng của ngươi. Tô Bạch không ngờ, tên khỉ gấu này tìm mình chỉ để nhờ đào bới. Tô Bạch chỉ biết bất lực phẩy tay. Gã đàn ông thấy Tô Bạch không nhúc nhích. Ngươi đang trò gì? Chờ người của nước ngươi đến cứu à? Nếu đến tối mà không đào bới được thì ngươi sẽ làm mồi cho cá đấy. Tô Bạch trố mắt. Ngươi hiểu gì chứ? Ta cần tìm một nơi phong thủy tốt để đào bới. Chứ tưởng rằng ta có thể đào bới bất cứ thứ gì sao? Phong thủy gì trên biển cả này? Tô Bạch nhắm mắt cảm nhận một lúc, đi về phía bên trái 2.000 mét, rồi bắt đầu đào bới. Đến nơi đó rồi, Tô Bạch bắt đầu đào bới. Thật ra chẳng biết có đào bới được gì không nữa, chính bản thân cũng không chắc. Mười mấy phút sau, trong đống đá vừa đào bới lên, đã tìm thấy chiếc túi da mà họ muốn. Này quá quỷ quá rồi đấy. Chúng tôi đã tìm kiếm gần 40 ngày rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc túi da đâu. Chỉ một lần đào bới, người đã lôi được chiếc túi da ra. Gã đàn ông trố mắt lên, mọi người đều sửng sốt. Tôi chỉ muốn biết ngươi có phải người không? Cái quỷ gì thế này? Quỷ quái thật, mở cửa cho quỷ quái bước vào. Quỷ quái tới tận nhà, Tô Bạch cũng ngạc nhiên không kém. Tôi định kéo dài thời gian đấy, nhưng hệ thống đã đào bới ra ngay lập tức. Ngươi muốn tính mạng tôi ngắn lắm à? Thứ trong chiếc túi da chắc chắn vô cùng quý giá, giờ đã đào bới ra chiếc túi rồi, chẳng phải chúng sẽ giết người diệt khẩu sao? Quả nhiên là điều hung dữ, hung dữ đến mức sắp phải lên đường rồi. Gã đàn ông mở chiếc túi da ra, kiểm tra thứ bên trong, lộ vẻ hài lòng. Không ngờ, không ngờ đấy, ngươi còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ta. Không tồi, không tồi. Gã đàn ông nhìn đồng hồ. Bây giờ ta còn thời gian chơi với ngươi, ta muốn xem ngươi quỷ quái đến đâu. Đến đây, hãy cho ta xem thêm nữa, xem ngươi còn đào bới được gì nữa không. Thấy khẩu súng trong tay gã đàn ông chĩa vào mình, Tô Bạch chỉ đành đào bới tiếp. 20 phút sau, một quả bom xuất hiện trước mặt mọi người và còn tỏa khói trắng. Mọi người đều ngơ ngác một lúc. Thật không ngờ được với người đấy. Người đào bới ra cả quả bom luôn à? Nhanh lên, chạy đi, nó sắp nổ rồi. Quả bom đã phát nổ rồi. Cả con tàu bắt đầu lắc lư dữ dội. Gã đàn ông trực tiếp ngã xuống đất. Chiếc túi da đen trên sàn bỗng trượt về phía chân Tô Bạch. Tô Bạch nhặt chiếc túi lên rồi vịnh một cái, nhảy xuống nước liền. Tên khỉ gấu này đào bới quỷ quái thật đấy. Cả quả bom cũng đào bới ra được và còn nổ luôn nữa. May mà sức công phá không lớn lắm. Nếu là một quả ngư lôi lớn hay là quả bom nguyên tử gì đó, chúng ta đã lên thiên đường rồi. Gã đàn ông lau mồ hôi trán. Lúc này, hắn mới cảm thấy sợ hãi. Để xem người có thể trụ lại dưới nước bao lâu không. Lúc đó, Tô Bạch dưới nước bỗng phát hiện một chiếc tàu ngầm. Hắn ngạc nhiên. Trời ơi, cái này cũng được à? Tô Bạch gắng sức kéo và mở được cửa tàu ngầm ra. Bước vào, vô tình bấm phải một nút nào đó, cửa đóng lại, nước biển được xả ra ngoài. Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ đã được cứu rồi, điều hung dữ đã qua. Quả nhiên hệ thống không lừa tôi. Tô Bạch nhìn đống nút bấm lộn xộn, bối rối. Một nút màu xanh lục hút sự chú ý của hắn. Tô Bạch trực tiếp bấm nút đó, tàu ngầm bắt đầu nổi lên trên mặt nước. Thật khởi động được, quá tuyệt vời luôn. Tô Bạch tò mò mân mê, mục tiêu đã được khóa. Có tấn công không? Sau khi bấm nút xác nhận, một cổ ngư lôi lao thẳng về phía con tàu đào bới. Bùm bùm bùm, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cả con tàu đào bới bị dọa. Thân tàu cũng bắt đầu chìm dần xuống. Lúc này hải quân gần đó nghe thấy tiếng nổ đã lại gần. Chúng tôi là hải quân của Rồng Quốc, tàu ngầm phía trước. Nghe đây, các người đã bị vây quanh rồi, đừng cố chống cự nữa. Lập tức buông vũ khí, đầu hàng. Tô Bạch nhìn thấy lá cờ của Rồng Quốc, vội vàng mở cửa trên đỉnh. Đứng trên đỉnh chờ hải quân giải cứu. Trưởng đoàn Lý nhìn Tô Bạch kinh ngạc. Ngươi không bị bắt cóc à? Chiếc tàu ngầm này là sao?
Đừng nói với tôi là người đào bới ra nó. Không phải đào bới ra đâu. Nghe vậy mọi người mới thở phào. Không phải đào bới ra. Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng nói vậy mà. Làm sao có thể đào bới ra tàu ngầm chứ? Đó không phải là chuyện viễn tưởng à? Nó từ địa ngục đến. Mọi người lập tức hoảng loạn. Giải cứu Tô Bạch lên tàu. Lúc này Tô Bạch lấy ra chiếc túi da đen. Vị tướng nhìn thấy tài liệu bên trong nhiên tột độ. Đây là trái phiếu vô danh. Mỗi tờ trị giá 100 triệu đô la. Tổng cộng 7 tờ. Tô Bạch trố mắt tròn xoe. Trời ơi, nhưng trái phiếu này trị giá khoảng 50 tỷ nhân dân tệ. 50 tỷ đấy. Không trách gã kia phải đào bới hơn một tháng trời. Trái phiếu vô danh không có thông tin về chủ nợ. Chỉ cần có phiếu là có thể đổi tiền mặt. Nó gần như không khác gì tiền mặt cả. Đây gọi là gặp may sau cơn nguy nan. Trời ơi, Sitter Zimmer, người may mắn quá đấy. Một lần đào bới được 50 tỷ. Làm tôi ghen tị để nỗi nghiến răng ken két. Thật ghen tị quá. Ngày thứ 12 của cuộc đào bới, hôm qua đã phá hủy hai tàu của bọn đã mang về một tàu ngầm và trái phiếu trị giá 50 tỷ, gây chấn động trên toàn mạng. Bói toán thành công, hôm nay vận may siêu cấp. Tô Bạch nhìn thấy từ siêu cấp thì không nhịn được phải cười lớn. Đây không phải là đã thành công rồi sao? Siêu cấp là cấp độ vượt qua đỉnh điểm mà. Lần trước đỉnh điểm đã đào bới được trái phiếu vô danh trị giá 50 tỷ rồi. Lần này siêu cấp, chẳng phải có thể đào bới được thứ giá trị cao hơn nữa sao? Hôm qua thật là quá khủng khiếp, đào bới được cả quả bom, tìm được cả tàu ngầm, phản kích lại bọn khủng bố. Đây là chuyện người ta có thể làm được sao? Tôi đã cố nhịn nhưng tại sao 50 tỷ trái phiếu vô danh kia lại không có phần của tôi? Cho tôi 1 triệu cũng được mà. Bây giờ tôi vẫn còn nợ tiền trả góp đây, sắp bị quá hạn rồi. Lần trước đào bới được một tàu ngầm cộng với 50 tỷ nhân dân tệ, lần này liệu có đào bới được thứ giá trị hơn không? Lúc này lần đào bới đầu tiên đã xong. Trời ơi, sao trên chiếc hộp này lại có một tấm bùa vàng nhỉ? Lại đào bới được thứ quỷ quái gì nữa vậy? Một chiếc hộp bị niêm phong, bên trong có ma quỷ bị phong ấn à? Trời ơi, sao tôi lại thấy lạnh sống lưng thế này? Đằng nào tôi cũng là Sitter Zimmer âm phủ mà. Còn có thứ gì quỷ quái hơn tôi nữa không? Bọn khủng bố còn bị tôi phản kích nữa là. Chỉ là một chiếc hộp bị niêm phong thôi mà, chẳng vấn đề gì lớn. Tô Bạch mở chiếc hộp ra, trong hộp lại là một con Godzilla. Godzilla há miệng lớn, lộ ra nanh nhọn hoắt. Tôi tưởng là thứ gì đó quỷ quái bị phong ấn chứ. Ai ngờ lại là Godzilla. Trời ơi, xích nữa là tim tôi ngừng đập mất. Tôi đã chuẩn bị sẵn viên cứu tim rồi đấy. Mà ngươi lại chỉ cho tôi xem cái này thôi à? Chẳng hề kịch tính chút nào. Không có ăn châm ân, đánh giá thấp. Đây là đồ đồng thời chiến quốc. Đây không phải là Godzilla sao? Làm sao có thể là đồ cổ được? Chẳng lẽ thời chiến quốc ở Rồng quốc đã có Godzilla rồi à? Rồi không đánh bại được thần thú của Rồng quốc nên đã trốn đi làm vua ở đâu đó? Đây là trấn mộ thú thời chiến quốc. Hình dạng thường rất chiều tượng, mang đậm màu sắc tâm linh và thần thoại. Tôi vừa tìm hiểu một chút, thứ này quả là trấn mộ thú. Thưa đại gia, trấn mộ thú này giá bao nhiêu vậy? Giá khởi điểm tối thiểu cũng phải 50 triệu đó. 50 triệu đồng, Sitter Zimmer thật sự gặp nhiều may mắn quá đấy. Ban đầu chỉ là đồ chơi, giờ trở thành đồ cổ rồi. Giá trị tới 50 triệu đồng, hôm nay đúng là siêu cấp. Đào bới bất cứ thứ gì cũng là đồ cổ. Lần đào bới mới nữa, một chiếc hộp. Từ trong hộp, trượt ra một đống đồng tiền bạc. Trời ơi, nhiều tiền bạc thế kia, đây là phát tài rồi. Tô Bạch xin nữa là lời mắt ra ngoài. Nhìn kỹ đồng tiền, ghi là đúc năm quang tự. Đây không phải đồng tiền bạc thường đâu, mà là có niên đại. Đồng tiền bạc đúc năm quang tự có giá khoảng 50.000. Nhưng cũng tùy chất lượng. Loại tốt có thể lên tới 60-70.000. Loại kém chỉ 20.000, thậm chí 5.000 cũng có. Bạn kia ơi, một đồng tiền bạc đó có giá 60-70.000 đồng à? Tô Bạch đào bới được cả một hộp, có 1.000 đồng tiền bạc đó. Chẳng phải có thể bán được 70-80 triệu đồng sao? 60-70 triệu chỉ là đồ nhỏ thôi. Hôm qua còn đào bới được 50 tỷ mà. Đây chỉ là món khai vị thôi. Sitter Zimmer, xin cậu đấy, hãy nói năng bình thường đi. 70 triệu đồng mà cậu bảo là ít à? Thôi bỏ đi. Sitter Zimmer bị điên rồi. Không phải Sitter Zimmer ngốc nghếch chúng ta quen biết nữa rồi. Sitter Zimmer không được, cậu có hút gì trong phòng trực tiếp không vậy? Vài chục triệu đủ để tôi nghỉ hưu rồi. Lúc này tôi bạch đào bới được lần nữa. Trời ơi, cái cốc, ngọc bội, cân đầu vũ, tất cả đều đào bới được. Nhìn qua là đồ rẻ tiền. Nhìn qua chỉ là đồ bán ngoài vỉa hè thôi. Cân đầu vũ này cũng quá trừu tượng rồi đấy. Đây có phải là cân đầu vũ thật không vậy? Chẳng lẽ lát nữa sẽ đào bới ra cả tôn ngộ không luôn à? Bạn kia ơi, hãy suy nghĩ bằng đầu óc đi. Liệu có thể là thật được không? Rõ ràng chỉ là đồ chơi thôi mà. Sitter Zimmer âm phủ thật là đào bới được tất cả mọi thứ luôn à? Ăn cơm cũng đào bới ra cốc nước luôn à? Nhặt cốc lên, nhìn có vẻ còn khá mới. Rửa lại, có thể dùng để uống nước. Lần này không lỗ. Sitter Zimmer giảm uống nước bằng cái cốc đó không? Coi chừng cục di sản đến kiểm tra đồng hồ nước nhà cậu đấy. Bạn kia nói gì vậy? Đây chỉ là một cái cốc thủy tinh thông thường thôi mà. Đây là cốc pha lê thời chiến quốc. Vào những năm 90 thế kỷ trước, đã từng đào được một cốc pha lê thời chiến quốc. Là đồ pha lê được đào sớm nhất tại Rồng quốc. Cũng là một trong những bảo vật quốc gia đầu tiên bị cấm xuất khẩu. Thằng nhóc này quá quỷ quái rồi. Đào bới ra cả cái cốc cũng là bảo vật quốc gia à? Vận may này thật không ai bằng. Chẳng lẽ cái ngọc bội kia cũng là thật sao? Trông cũng chỉ là đồ bán ngoài vỉa hè thôi mà. Đại gia quan sát một lúc lâu,
Cái này quả là đồ bán ngoài vỉa hè thật. Công nghệ chế tác bên ngoài là của hiện đại. Tô Bạch nghe vậy liền vứt ngọc bội xuống đất. Ngay khi ngọc bội chạm đất, vỏ ngoài vỡ tan, một ngọc bội mới xuất hiện trước mặt mọi người. Trời ơi! Trên mặt ngọc bội to bằng bàn tay có khắc hình rồng ngũ long, làm bằng ngọc lam điển hạng nhất. Tất cả đều trùng khớp. Đây chính là ngọc bội truyền quốc bị thất truyền 2000 năm. Trời ơi, mà mùa cũng gặp được xác chuột chết. Cái này cũng được, đập vỡ cái giả, lại ra cái thật. Vận may này thật không ai bằng. Bạn kia ơi, đại gia, ngọc bội này có thể bán được bao nhiêu tiền? Đây là báu vật vô giá đấy. Dù cho bao nhiêu tiền cũng không bán được. Nếu đấu giá thì giá 10 tỷ cũng không phải là quá đáng đâu. 10 tỷ tôi cũng làm được mà. Đại gia ơi, chẳng phải Sitojima sẽ rất nhanh chóng trở thành tỷ phú của rồng quốc sao? Sitojima này có ý định bán nó đi không vậy? Tôi đã gọi cho cục di sản rồi. Cục di sản nói rằng báu vật quốc gia này phải nộp cho nhà nước. Bạn kia làm rất tốt. 10 tỷ của Sitojima đã không còn rồi. Rơi nhiều lắm cũng chỉ có 200 đồng tiền thưởng từ cục di sản thôi. Tô Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Ra biển đào bới lại phát hiện dầu mỏ, khiến người Mỹ nổi điên lên. Vội vàng điều động đại tướng MacArthur. Bói toán thành công, vận may kinh thiên, cực hung. Đào bới được ngọc bội, nhận được kỹ năng định giá. Vừa đúng lúc đào bới một lần, thử kỹ năng định giá này xem sao. Trong lưới đào bới chỉ có một tảng đá to lù lù. Vật phẩm, đá, thời đại, kỳ Guzơ. Giá trị, 0 đồng. Trời ơi, định giá cao cấp thế mà chỉ... Một tảng đá to thôi à? Tôi đã cởi quần ra rồi này. Mà chỉ cho tôi xem cái này thôi à? Bạn kia, nhanh mặc quần vào đi. Không tôi sẽ gọi cảnh sát bây giờ. Cái này thật là không khoa học chút nào. Đây có phải là Sitojima phủ chúng ta quen biết không vậy? Sitojima phủ cuối cùng lại không có gì quỷ quái cả. Bỗng nhiên thấy một thứ màu đen phun ra từ dưới nước. Ngay lập tức mặt nước chuyển sang màu đen. Vật phẩm, dầu thô, thời đại, kỳ Guzơ. Giá trị, trên 9.000 tỷ đồng. Đây là dầu mỏ, tôi đã đào bới được dầu thô rồi. Trời ơi, Sitojima đã đào bới được dầu mỏ rồi. Sitojima đã phát hiện mỏ dầu rồi. Trời ơi, quá điên rồ luôn. Tôi tưởng chỉ đào bới được một tảng đá vỡ thôi chứ. Anh ở đây mới là điểm chính. Một mỏ dầu bình thường cũng trị giá hàng trăm tỷ rồi. Mỏ dầu lớn hơn thì giá trị lên tới 1.000 tỷ đấy. Trời ơi, lần này Sitojima chính thức cất cánh rồi. Tô Bạch vội gửi tin nhắn cho đại tướng dầu mỏ. Tôi đã phát hiện dầu mỏ rồi. Lần trước đào bới được mấy chục chiếc xe tăng hiện đại. Giờ lại phát hiện dầu mỏ nữa rồi. Thằng nhóc này quả là quỷ quái thật. Tôi sẽ điều chuyên gia dầu mỏ tới ngay để khảo sát. Lúc này tại phòng họp cấp cao của Mỹ, đại tướng MacArthur vội vàng báo cáo tin về dầu mỏ cho Tổng thống Biden. Kính thưa Tổng thống Biden, qua biện pháp giám sát đặc biệt, tôi đã phát hiện ra rằng ở vùng biển của Rồng Quốc có người đã phát hiện một mỏ dầu khổng lồ. Theo ước tính của chuyên gia, giá trị ít nhất cũng phải 1.000 tỷ. Tôi đề nghị hải quân của chúng ta lập tức xuất phát ngay để phá hủy mỏ dầu của chúng. Tình hình khẩn cấp, các ngài hãy lên đường ngay. Các ngươi phải hành động nhanh gọn. Tuân lệnh, Tổng thống Biden. Đại tướng MacArthur dẫn đầu hải quân lập tức tiến về khu vực mỏ dầu mới được phát hiện của Rồng Quốc. Mỏ dầu này lớn hơn tưởng tượng của ta. Độ sâu lớn nhất tới 50.000 mét. Diện tích sâu gần 400 mét. Trời ơi, đây sẽ là một siêu mỏ dầu. Các chuyên gia dầu mỏ khảo sát xong đều ngỡ ngàng. Ngươi chỉ đào bới ra một tảng đá lớn mà lại phát hiện một trong năm mỏ dầu lớn nhất thế giới. Điều này quá điên rồ. Gì cơ, một trong năm mỏ dầu lớn nhất thế giới à? Ngươi chắc chứ? Tao chắc. Chỉ cần mỏ dầu này bắt đầu khai thác thì sẽ không cần nhập khẩu dầu nữa. Mỗi năm có thể tiết kiệm được rất nhiều ngân sách. Thật không ngờ lại là mỏ dầu lớn thứ 5 thế giới. Điều này quá tuyệt vời rồi. Trời ơi, không trách lúc nãy đi đổ xăng. Họ nói gì cũng bắt tôi làm thẻ. Còn giảm giá 20%, tôi tưởng trời đang rơi bánh vẫn cơ. Hóa ra họ đã nhận ra rồi, rằng giá xăng dầu trong nước sẽ sớm giảm. Đào bới có thể làm giảm giá xăng dầu à? Đây có phải là chuyện người ta có thể làm được không? Lúc đó, đại tướng MacArthur đã vội vã tiến về khu vực biên giới dầu mỏ. Tướng quân không đúng rồi. Radar khu vực mục tiêu cho thấy có rất nhiều tàu hải quân. Làm sao có thể? Chúng ta đã đến ngay sau khi nhận tin. Phải chăng người phát hiện ra dầu mỏ là hải quân Rồng Quốc? Lúc này điện thoại của đại tướng MacArthur đổ chuông. Có chuyện gì vậy? Tổng thống già, chúng tôi đã tới khu vực mục tiêu rồi. Các người đã muộn rồi. Người phát hiện ra dầu mỏ là một Sitojima đào bới. Ngay khi anh ta đào bới ra, quân đội Rồng Quốc đã can thiệp khảo sát. Nếu các người đến bây giờ thì chỉ đi vô ích thôi. Lúc này, báo động trên biển vang lên. Hải quân Mỹ, các người đã bị vây quanh rồi. Phía trước là vùng biển Rồng Quốc. Nếu các ngươi tiến thêm nửa bước vào lãnh hải của chúng tôi, sẽ bị coi là xâm lược trái phép. Chúng tôi sẽ chôn vùi các ngươi tại đây, đừng nhúc nhích. Chúng tôi chỉ đi nhầm đường thôi. Chúng tôi sẽ rút ngay. Lúc này, hải quân Mỹ lập tức rút lui với tốc độ tối đa. Và cuộc đào bới của Tô Bạch cũng khiến cả thế giới bắt đầu hoảng loạn. Cấu nhỏ à, cả ông bố Mỹ cũng phải rút lui rồi. Có vẻ sau này chúng ta phải đi vòng qua Rồng Quốc rồi. Người Rồng Quốc trước đây đã đào bới được tất cả các loại xe tăng hiện đại nhất thế giới. Giờ lại đào bới được một trong những mỏ dầu lớn nhất. Phải chăng trong tương lai, Rồng Quốc sẽ kiểm soát cả thế giới nhờ đào bới? Ngày thứ 13 đào bới, tôi đào bới thế chiến thứ 2 của Mỹ. Bói toán thành công, hôm nay vận may địa ngục hung. Hôm qua là siêu cấp hung. Vậy địa ngục hung này là sẽ đào bới ra thứ gì ghê gớm vậy?
Một tháp Phật được đào bới lên. Chẳng lẽ đây là linh cảm tháp? Linh cảm tháp trong tay Lý Thiên Vương. Chúng ta giàu to rồi. Linh cảm tháp giả. Thời đại hiện đại, giả bán buôn 6 đồng. Thứ này nhìn cũng biết là giả mà. Giá bán buôn 6 đồng, đồ rẻ tiền không tồi đấy nhỉ. Bây giờ nhóm định giá của chúng ta cũng có thể định giá cổ phiếu rồi. Còn định giá cổ phiếu nữa à, Sitter Zimmer âm phủ chỉ vắng mặt một ngày thôi mà đã trở nên giỏi thế rồi. Quả nhiên người đào bới được ngọc bội chiến quốc là khác biệt. Lần đào bới mới nữa. Trời ơi, là một container lớn. Đây mới thực sự là hàng lớn đấy. Vật phẩm, container cao cấp. Thời đại hiện đại, giá trị 160 tỷ. Trời ơi, một container mà giá trị tới 160 tỷ. Chẳng lẽ là vũ khí quân sự lớn? Sitter Zimmer dân gian lại đào bới được cái gì vậy? Chẳng lẽ là một hộp đạn nổ? Sitter Zimmer âm phủ mau mở ra xem nào. Mở cửa ra. Máy bay ném bom bi đến 2. Máy bay ném bom tàng hình tiên tiến nhất thế giới. Thời đại hiện đại, giá trị 16 tỷ. Trời ơi, đây là máy bay ném bom B-52 của Mỹ mà. Đây là vũ khí được mệnh danh là bóng ma trên không đấy. Chính là nó. Đây là máy bay chiến đấu giúp Mỹ nắm quyền tự chủ tuyệt đối à? Máy bay này được mệnh danh có thể đạt tới và tấn công toàn cầu, phá hủy toàn cầu. Thật kinh khủng, quá kinh khủng. Giờ đào bới được cả máy bay ném bom B-52 rồi. Còn cách phi thuyền không gian của người ngoài hành tinh bao xa nữa? Tô Bạch vội gọi điện cho đại tướng. Alo, đại tướng, tôi là Tô Bạch đây. Chính là Tô Bạch đã đào bới được dầu mỏ hôm qua đấy. Có chuyện gì vậy? Hay là hôm nay người lại phát hiện thêm mỏ dầu mới? Lần này không phải dầu mỏ. Lần này là máy bay ném bom B-2 của Mỹ. Tôi đã đào bới được máy bay ném bom B-2. Thật hay đùa vậy? Nếu không tin thì xem phòng trực tiếp của tôi là biết ngay. Tôi sẽ đến ngay bây giờ. Nửa giờ sau. Đây thực sự là máy bay ném bom B-2 của Mỹ. Một chiếc B-2 mới toanh thế này. Tôi cũng lần đầu được nhìn thấy. Đại tướng vội vàng gọi điện cho nhà máy vũ khí số 1. Đại tá Trịnh, hãy cho người của ông đến ngay. Đưa máy bay ném bom B-2 về nghiên cứu. Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới của Dòng Quốc. Phụ thuộc vào các ông đấy. Đại tá Trịnh nghe xong ngơ ngác. Ông nói cái gì vậy? Máy bay ném bom tàng hình của Mỹ à? Đùa à? Chúng tôi sẽ đến lấy máy bay ném bom B-52 về nghiên cứu. Bây giờ có rồi, một chiếc máy bay ném bom B-52 vừa được đào bới lên. Nếu ông không muốn thì thôi vậy. Tôi sẽ hỏi nhà máy vũ khí khác xem. Máy bay ném bom B-52 được đào bới lên. Đại tá Lưu, ông có uống rượu giả không vậy? Khi đại tá Trịnh nhìn thấy ảnh được gửi tới, ông ta lập tức lao tới. Đây quả là máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Nếu nghiên cứu được chiếc này, thì sau này Mỹ cũng phải gọi chúng ta là cha. Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ, vị trí của Đại tướng MacArthur. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của chúng ta, tại sao lại bị người Dòng Quốc đào bới ra được? Vì chuyện này, Tổng thống Biden đã mắng tôi cả buổi chiều. Có lẽ là kho vũ khí dưới nước do nhiệm kỳ trước bố trí. Vì lãnh đạo nhiệm kỳ trước tham nhũng nên bị bãi miễn, nên chuyện này bị lãng quên. Đại tướng MacArthur phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này tôi bạch đào bới được lần nữa. Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ trang bị cho không quân Hà Lan, có khả năng cất cánh và hạ cánh đứng cực mạnh. Trời, sao ngươi lại có thể đào bới ra những thứ quỷ quái này vậy? Tưởng tôi muốn lắm à? Nếu không cẩn thận thì tôi cũng phải vào tù luôn. Quân đội vừa mới đưa máy bay ném bom B-52 đi. Rồi giờ ngươi lại đào bới ra một chiếc F-35 nữa. Thật là chiêu ngươi đấy. Tô Bạch lập tức ra toàn thân mồ hôi lạnh. Vậy thì đợi đã, chẳng may sau này còn đào bới ra thứ gì nữa. Bản thiết kế máy ép mạch, thời đại hiện đại. Giá trị, không xác định. Bản thiết kế máy ép mạch. Cái quỷ gì thế này? Tôi không thấy đâu cả. Chẳng lẽ trong máy bay ném bom có cả bản thiết kế máy ép mạch nữa sao? Dù sao đây cũng là máy bay của Hà Lan mà. Còn máy ép mạch cũng do Hà Lan sản xuất. Cuối cùng Tô Bạch cũng tìm thấy trên máy tính của máy bay chiến đấu một vấn đề nghiêm trọng. Tô Bạch vội liên lạc với Đại tướng Lưu. Đại tướng, tôi đây. Các ông đã về tới nơi chưa? Vẫn đang trên đường. Chẳng lẽ ngươi lại đào bới được vũ khí gì nữa? Chỉ là một chiếc máy bay chiến đấu F-35 thôi mà. Làm sao có thể liên tiếp đào bới được hai chiếc máy bay chiến đấu chứ? Điều này quá điên rồ phải không? Nếu cứ tiếp tục thế này, thì tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ bị ngươi đào bới hết. Còn có thứ gì mà ngươi không thể đào bới ra nữa không? Đó không phải vấn đề chính, tôi còn đào bới được thứ quan trọng hơn nữa. Thứ gì quan trọng hơn vậy? Chẳng lẽ ngươi đã đào bới được cả quả bom nguyên tử? Là bản thiết kế công nghệ quang học mới nhất của Hà Lan. Ngươi chắc chứ? Tôi sẽ mang các nhà khoa học hàng đầu đến gặp ngươi ngay. Nửa giờ sau, các chuyên gia mở máy tính ra, xem bản thiết kế. Đây là thứ 3, đây là bản thiết kế máy ép mạch 1 nanomet mới nhất của Hà Lan. Có nó rồi, chúng ta có thể thay đổi hiện trạng ngành chip của đất nước. Mỹ không phải đang chuẩn bị tẩy chay chip sao? Các người cứ tẩy chay đi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tự sản xuất được. Chẳng lẽ thằng nhóc này được phải đến cứu nước? Máy ép mạch đến quà đúng lúc đấy. Cái gì mà đào bới ra? Bản thiết kế máy ép mạch 1 nanomet. Sitter Zimmer, người đang tát vào mặt Tổng thống Biden đấy. Tổng thống Biden vừa tuyên bố tẩy chay chip thì Sitter Zimmer đã đào bới ra máy ép mạch rồi. Tổng thống Biden dù có suy nghĩ cách nào cũng không thể nghĩ ra công nghệ chip mới nhất lại bị Sitter Zimmer đào bới ra. Chúng ta phải nhanh chóng sản xuất.
trực tiếp tẩy chay chip, dùng chip dòng quốc để tát mạnh vào mặt Tổng thống Biden. Ngày thứ 15 đào bới, ra biển đào bới, trên đường tình cờ nhặt được vài con sò, gây chấn động toàn cầu. Hôm qua đào bới được máy bay ném bom B-52, được thưởng một hòn đảo nhỏ ngoài khơi và một biệt thự siêu sang, cùng một hệ thống đánh chặn tối tân. Trời ơi, quá tuyệt vời, còn có gì nữa không? Lúc này, một hòn đảo nhỏ bỗng xuất hiện trên biển. Chuyện gì thế này? Mắt tôi bị đâu đó à? Anh ơi, tôi nhìn thấy một hòn đảo hiện đại bỗng xuất hiện. Anh không nhìn nhầm đâu, đây chính là hòn đảo tôi xây dựng. Chẳng lẽ anh định xây dựng một thành phố trên đảo này? Trời ơi, thật là vô nhân tính quá. Tô Bạch nhìn ngôi biệt thự cao như tòa nhà chọc trời trên đảo. Ngôi nhà mới của tôi cũng được đấy chứ. Hơi quá đảo một chút, nhưng cũng ở được. Thấy vẻ mặt của Tô Bạch, gã đàn ông không nhìn được cười mỉm. Anh ơi, chúng ta có thể nói chuyện bình thường một chút không? Một ngôi biệt thự 100 tầng mà anh bảo là ở được thôi à? Trời ơi, Sitozimer thực ra là đại gia giàu kín đấy à? Thậm chí còn có cả một hòn đảo riêng. Thật là vô nhân tính quá. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên. Bói toán thành công. Vận may kinh thiên, địa ngục hung cấp 18. Trời ơi, đây là dấu hiệu sắp phải lên đường rồi. Lúc này, một gã đàn ông tóc bạc đang dùng ống nhòm nhìn về phía biệt thự của Tô Bạch. Lần này, ta sẽ không để ngươi có cơ hội chạy trốn đâu. Lần trước ngươi dùng ngư lôi tấn công ta, lần này đến lượt ta dùng tên lửa đạn đạo chống hạm. Đại ca, 16 của tên lửa đạn đạo chống hạm đã sẵn sàng. Bắn đi, một lệnh xuống. Tất cả tên lửa đạn đạo chống hạm lao thẳng về phía biệt thự của Tô Bạch. Gã đàn ông tóc bạc cười đắc ý. Bỗng nhiên, từ biệt thự bắn ra vô số tên lửa nhỏ, trực tiếp đánh chặn những tên lửa mà hắn bắn ra trên không trung. Vô số tên lửa bay về phía chiếc áo VC trắng, tức thì cả chiếc tàu bắt đầu phát nổ. Tô Bạch nhìn vụ nổ trên không trung, không hiểu ai đã tấn công mình vậy. Linh đánh thuê vội vàng chạy lại giải thích. Có người phóng, những tên lửa đó đã bị hệ thống đánh chặn ngăn lại. Hệ thống đánh chặn cũng đã ngăn chặn thêm mười mấy của tên lửa nữa. Sitozima quá mạnh thật đấy. Sitozima này, hệ thống đánh chặn của anh ngang ngửa tàu sân bay. Chẳng lẽ Sitozima là con trai của một vị tướng quân đội? Cấp độ này mà Vương Tư Lăng cũng phải gọi là bố đấy. Không trách hôm nay là địa ngục hung cấp 18. Muốn cho tôi lên đường luôn à? Ơ kìa, Tô Bạch bắt đầu ra khơi đào bới. Không lâu sau đã đào bới được lên. Cái quỷ gì thế này? Sao lại đào bới ra cái mũ xanh? Chẳng lẽ trời đang gửi một lời nhắn gì đó? Không được, phải về nhà kiểm tra ngay. Ồ nhưng mà tôi không có vợ. Vậy thì không sao. Vật phẩm, mũ ngựa vàng bà la. Thời đại, nhà Đường. Giá trị, 8 triệu. Này anh kia, cái mũ này rất hợp với anh đấy. Thử đội lên xem nào. Sitozima ơi, cái gì thế này? Ngươi có thể đào bới ra cả thứ này à? Cái mũ xanh rách nát này thậm chí con chó cũng chẳng đội. Tôi vừa tìm hiểu, đây là mũ ngựa vàng Đức Quang, giá trị 8 triệu đấy. Trời ơi, cái mũ xanh trị giá 8 triệu đồng. Sitozima này không may rồi. Tôi thích đội mũ xanh từ nhỏ rồi. Tặng cái mũ này cho tôi đi. Bạn kia, sao mặt mũi thay đổi nhanh thế? Lúc này tôi Bạch gắng sức kéo lên, nhưng không thể kéo lên được nữa. Không đúng rồi, lần này sao nặng thế nhỉ? Tôi có thể dùng một tay kéo lên cả máy bay chiến đấu B-52 mà. Sao lần này lại không kéo lên được? Anh ơi, chẳng lẽ lưới đào bới của anh đã mắc vào hòn đảo nhỏ kia rồi? Tôi Bạch nhìn qua ống nhòm, không nhịn được phải hít một hơi dài. Cái đó không phải là hòn đảo nhỏ, đó là tàu sân bay mà. Trên tàu sân bay còn có nhiều máy bay chiến đấu đậu. Không thể nào, chẳng lẽ đây là tàu sân bay hoang dã của ai đó? 6 giờ sau, đợi lâu thế rồi, tôi mới phát hiện ra một người. Không thể nào, ngươi là cậu à? Bây giờ chúng ta hành động thôi, trực tiếp lái tàu sân bay về nhà luôn. Tô Bạch từ từ lại gần tàu sân bay. Vật phẩm, tàu sân bay của Mỹ. Năm 2024, giá 30 tỷ. Tô Bạch đi thẳng tới buồng lái mà không gặp trở ngại gì. Kiểm tra dữ liệu của tàu sân bay kỹ lưỡng. Trời ơi, tất cả hệ thống của tàu sân bay đều bình thường, nhiên liệu đầy đủ, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Tô Bạch nhấn nút khởi động, tàu sân bay chậm chậm bắt đầu di chuyển. Khán giả trong phòng trực tiếp sững sờ không nói nên lời. Một lúc sau phòng trực tiếp chỉ toàn dấu hỏi. Đây là tàu sân bay à? Chẳng lẽ Sitozima phủ đã đào bới ra nó? Tôi chỉ không xem có một lúc thôi mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã từng thấy người nhặt tiền rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Sitozima nhặt được cả tàu sân bay. Người muốn bay lên trời luôn à? Đừng nói đấy, biết đâu Sitozima ngày nào đó sẽ đào bới ra cả phi thuyền vũ trụ. Chuyến đi rằng Sitozima đã đào bới ra cả một hành tinh. Chuyến đi rằng Sitozima đã đào bới ra cả dãy ngân hà. Các người càng ngày càng điên rồ. Lúc tin này lan ra, gây chấn động toàn mạng. Đại tướng Lưu vội gọi điện tới. Tô Bạch à, tôi là đại tướng Lưu đây. Nghe nói ngươi đã đào bới được một tàu sân bay của Mỹ. Tôi chỉ nhặt được nó trên đường thôi. Tàu sân bay hoàng dã, tôi đã thử lái nó rồi. Tàu sân bay này lái rất nhanh. Ngươi nghe những gì mình nói có phải lời người không vậy? Tàu sân bay hoàng dã thì tôi chỉ nhặt được thôi. Chứ làm sao tôi có thể đào bới ra được tàu sân bay? Nếu vậy thì tôi còn mạnh hơn cả Hán Vũ Đế nữa. Tô Bạch kể lại câu chuyện. Đại tướng Lưu ngơ ngác. Đây là chuyện điên rồ nhất tôi từng nghe trong đời. Thôi bỏ đi, có lẽ Mỹ đã tặng Dòng Quốc một tàu sân bay. Các người có tin điều đó không? Điều đó còn điên rồ hơn. Có vẻ câu chuyện nhặt được thì còn nói được. Lúc này, đại tướng Lưu đã hoàn toàn bất lực. Cảm giác như sét đánh ngang đầu, đầu óc choáng váng. Cái này có khoa học gì đâu?
Khoa học gì? Trước mặt tàu bạch thì phải đi vòng. Giờ chắc cả quan tài của Newton và Einstein cũng không đủ nặng để chống đỡ rồi. Cấp lãnh đạo quân đội Mỹ cũng sốc nữa. Đại tướng MacArthur nhìn tin này cũng ngỡ ngàng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao người Rồng Quốc lại có thể nhận được tàu sân bay tiên tiến nhất của chúng ta trên đại dương? Thưa đại tướng, chiếc tàu này ban đầu là do Nhật Bản đặt hàng với giá 30 tỷ đô la. Vừa mới đóng xong thì giao cho Nhật Bản. Ai ngờ trên đường Nhật Bản gặp sóng thần, toàn bộ thủy thủ đều rơi xuống biển. Vậy Nhật Bản đã trả tiền chưa? Đã trả đủ 30 tỷ cho Nhật Bản rồi. Họ cũng không dám không trả. Vậy thì không sao. Lúc này, cấp lãnh đạo quân đội Nhật Bản cũng sốc. Tàu sân bay trị giá 30 tỷ đô la mà chúng tôi mua, giờ đã bị một người Rồng Quốc nhặt mất rồi. Các người định làm gì đây? Đại tướng, giờ Rồng Quốc có chiếc tàu sân bay này rồi. Sức mạnh của họ vô địch. Giờ dù ông bố Mỹ đến, cũng chỉ có nước đi về thôi. Chúng ta thà gọi ông ấy là bố luôn đi. Một ông bố thì vẫn gọi. Hai ông bố cũng vẫn gọi. Ngày thứ 16 đào bới, tôi ra biển đào bới. Lại đào bới được quả bom khí độc vũ khí hóa học Sakolo, khiến đại tướng hoảng loạn, vội vàng triệu tập đội đặc nhiệm. Bói toán thành công, hôm nay vận may thiên đường cấp địa ngục hung. Lại là cặp đôi may rủi. Lần trước gặp may thì đào bới được máy ép mạch. Lần gặp rủi thì lại nhận được cả tàu sân bay hoàng dã. Lần này sẽ đào bới được thứ gì nữa đây? Lần trước Sitter Zima còn nhận được cả tàu sân bay hoàng dã. Lần này đào bới ra thứ gì mạnh hơn cả tàu sân bay nữa thì quá đáng rồi, phải không? Lúc này, trên mặt biển trôi qua rất nhiều thứ. Trời ơi, còn có cả tên lửa nữa. Tô Bạch vội vàng đào bới lên hàng trăm tên lửa hoàng dã. Trông có vẻ mới rơi xuống biển. Chưa được bao lâu, chưa bị ngập nước. Trên đó còn có mật mã. Tô Bạch và anh kia đồng thời phun ra một vòng khói. Tên lửa hoàng dã, thật là may mắn. Tôi quá may mắn rồi. Trước đó có tàu sân bay hoang, giờ lại có cả tên lửa hoàng nữa. Đây chính là hoàng đế may mắn à. Giờ thì không cần đào bới nữa. Đồ tốt tự nhiên đến cửa rồi à. Trong lúc mọi người bàn tán, Tô Bạch đã đào bới được lần nữa. Vật phẩm, Ngọc Châu Minh, thời đại, không xác định, giá trị, 80 triệu. Trời ơi, đây là Ngọc Châu Minh đấy à. Anh kia nhìn vẻ mặt của Tô Bạch, hoàn toàn ngơ ngác. Một viên ngọc mà cũng không phải là ngọc trai. Có đáng giá lắm không? Tô Bạch kéo anh kia vào phòng mình. Kéo rèm cửa lại, bảo anh kia nằm lên giường. Anh ơi, làm vậy có lẽ không hay lắm. Trong chăn, viên ngọc xanh lục này phát ra ánh sáng xanh lục. Viên ngọc này phát sáng kia. Chẳng lẽ đây chính là Ngọc Châu Minh? Tô Bạch hất tung chăn ra, rồi kéo rèm cửa ra. Anh tưởng tôi thích đàn ông à? Cho dù thích đi chăng nữa thì cũng chẳng thích kiểu như anh đâu. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Anh ơi, đây thực sự là Ngọc Châu Minh à? Ngọc Châu Minh này có giá bao nhiêu vậy? Cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 80 triệu thôi. Mọi người hoàn toàn ngây ra. Tôi tưởng Sitter Zimmer sắp làm chuyện đó. Tôi cũng đã nói rồi, làm sao lai sờ chim như vậy có thể được duyệt chứ? Cuối cùng chỉ cho chúng tôi xem viên ngọc thôi. Thật là thất vọng, không được xem thứ mình muốn xem. Lúc này có lần đào bới mới, mọi người đều ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng. Trời ơi, đây là phân cá voi à? Vật phẩm, phân cá voi, thời đại, hiện đại, giá trị, không xác định. Đây chính là tiền thân của Ngư Hoàng Hương, đắt hơn cả vàng. Thứ này hôi quá đi. Anh ơi, đây chính là phân của cá voi xám. Hồi nhỏ tôi có đi biển với ông nội, cũng đã gặp qua một lần rồi, cũng hôi lắm. Ông nội mang về phơi khô, sau vài chục năm thì có giá trị. Nếu vậy thì tôi sẽ giao phân cá voi này cho anh nuôi. Nuôi từ từ, khi nào chín tới tôi sẽ lấy 10% thu nhập. Anh thấy thế nào? Anh kia lộ vẻ vui mừng. Giá của một gam ngư hoàng hương bằng 4 lần vàng. Khối phân cá voi này nặng ít nhất 20 kg, tổng cộng khoảng 30 triệu đồng. Tôi giàu rồi phải không? Nhanh đưa cho tôi đi. Hồi muốn chớp. Được rồi. Anh kia lảo đảo, mang khối phân cá voi đến phía bên kia của con tàu. Trời ơi, một khối phân đắt hơn cả vàng mà cũng đắt tiền thế à? Tôi thực sự sửng sốt. Chỉ mong anh kia đừng bị hồi chớp trước khi phân biến thành ngư hoàng hương thì mới lạ chứ. Sitter Zimmer đã bán rẻ cho anh ta rồi đấy. Mười mấy phút sau, lưới đảo bới lại kéo lên. Tô Bạch trố mắt lên. Vật phẩm, tên lửa đạn đạo bê chiếc của Mỹ, thời đại hiện đại, giá trị, không xác định. Trời ơi, lại là trò đùa của lũ chuột già rồi. Anh ơi, tên lửa này không nổ chứ? Nếu nổ thì cả con tàu đào bới này cũng không còn. Nghe vậy Tô Bạch cũng không khỏi ra đầy mồ hôi lạnh. Địa ngục hung thật đáng sợ. Anh ơi, chúng ta có thể đừng đào bới những thứ đáng sợ như vậy không? Anh tưởng tôi muốn lắm à? Nếu tôi có thể kiểm soát được thứ đào bới ra, tôi đã cho anh lên thiên đường từ lâu rồi. Tô Bạch vội gọi điện cho đại tướng Lưu. Lại gặp rắc rối rồi, tôi đã đào bới được tên lửa. Ông mau đến xem đi. Thằng nhóc này ngày càng điên rồ, sắp trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của quân đội chúng ta rồi. Lần này ta đi xem thằng nhóc lại đào bới ra tên lửa gì nữa. Trời đất ơi, đây là tên lửa đạn đạo mà. Quá mạnh thật, đúng là Sitter Zimmer âm phủ. Sao tên lửa này không đưa Sitter Zimmer lên thiên đường luôn đi? Đừng đùa như vậy chứ. Nếu Sitter Zimmer lên thiên đường rồi thì chúng ta xem ai. Lúc này lưới đào bới lại kéo lên, coi nào. Lần này tôi không tin nữa, rằng còn có thứ gì đáng sợ hơn nữa. Nhưng thứ trong lưới đào bới khiến Tô Bạch và mọi người sững sờ.
Trời đất ơi, không thể nào. Đây là đào bới được quả bom nguyên tử. Biểu tượng hình sọ khổng lồ trên đó khiến Tô Bạch nổi da gà. Anh muốn đưa chúng ta lên thiên đường luôn à? Vật phẩm, quả bom khí độc Sakolo thời Thế chiến 2. Giá trị, không xác định, khí độc Sakolo ư? Quả bom khí độc này là khí độc Sakolo à? Chỉ cần tiếp xúc là toàn thân sẽ tan rữa. Không có thuốc chữa cho loại khí độc này. Sitojimo dân gian, người cũng có điều sợ hãi à? Lần này Sitojimo dân gian có lật xe không đây? Lúc này đại tướng Lưu chạy tới. Tên lửa đâu rồi? Bỗng nhìn thấy hàng chục quả bom khí độc, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Trời đất, không phải nói là tên lửa sao? Sao lại có nhiều bom khí độc thế này, mà còn là loại khí độc Sakolo nguy hiểm? Đây là quả bom khí độc mà tôi vừa đào bới lên. Tên lửa để phía sau kia. Ngươi đào bới quá quỷ quái rồi đấy. Đây là loại khí độc nguy hiểm nhất đấy. Nhanh lên, rời khỏi con tàu này, tránh trường hợp bom khí độc phát nổ. Đại tướng Lưu vội gọi điện, liên lạc đội đặc nhiệm sinh hóa đến xử lý. Trời ơi, ngay cả thứ này cũng bị đào bới ra. Lần này thật là quỷ quái tận cùng rồi. Ngay cả vua khí độc cũng bị đào bới ra. Đây còn là người không vậy? Sitojimo phủ, ngươi muốn đưa toàn dân giống quốc lên thiên đường luôn à? Thật là đáng sợ, quá đáng sợ. Các quỷ rồi, Sitojimo phủ này muốn gây ra tận thế thế giới à? Sitojimo phủ không có thứ gì không thể đào bới ra à? Ngày thứ 17 đào bới, tập trước tôi đã đào bới ra bom khí độc, khiến đại tướng hoảng loạn, vội triệu tập đội đặc nhiệm đến dọn dẹp. Bom khí độc đã được đội đặc nhiệm mang đi rồi. Sau này chắc không đào bới ra thứ đáng sợ nào nữa đâu. Để tôi thử xem có đào bới ra thứ gì đáng giá không nào. Lưới đào bới kéo lên. Anh ơi, sao trong lưới lại có một quả tên lửa nữa vậy? Trời đất ơi, lại là tên lửa. Quả tên lửa này cũng quá lớn rồi. Anh không đưa chúng ta lên thiên đường thì thôi vậy à? Cái này quá kịch tính rồi. Thì cứ giết luôn cho rồi đi. Tôi không muốn bị dọa chết dần dần. Cái này quá đáng sợ rồi. Vật phẩm, tên lửa đạn đạo hạt nhân Chadansi 4 thập niên 70. Giá trị, 80 triệu. Sức công phá 100.000 tấn đương lượng thuốc nổ tiên. Trời đất ơi, sức công phá 100.000 tấn tiên. Nếu nổ thì, chưa nói đến con tàu đào bới này, ngay cả một thị trấn nhỏ cũng sẽ tan biến trong chớp nhoáng. Trước là bom khí độc, giờ là đầu đạn hạt nhân. Anh muốn giết chết tôi luôn à? Anh nói cái gì vậy? Trong này có đầu đạn hạt nhân à? Anh ơi, chúng ta chạy mau lên. Anh không cần lo lắng quá, tôi vừa tra thông tin, tên lửa đạn đạo sẽ không dễ dàng phát nổ đâu, trừ khi có va đập mạnh. Vừa dứt lời, chiếc tàu lắc mạnh, của tên lửa đạn đạo đập mạnh vào thân tàu. Anh kia tái mét xanh sao? Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa. Anh thật là miệng đầy bằng lời nguyền rủa. Nếu anh nói thêm vài câu may mắn nữa, thì chúng ta sẽ phải lên thiên đường luôn đấy. Điên rồi, lần này thật sự điên rồi. Ngay cả quả bom nguyên tử cũng bị đào bới ra, vừa đào bới ra bom khí độc, giờ lại đào bới ra tên lửa đạn đạo. Sitojimo này muốn lên thiên đường luôn à? Sitojimo dân gian quá mạnh rồi. Nếu quả bom nguyên tử này phát nổ, cả vùng biển này sẽ bị san bằng. Theo nhịp độ này, liệu lần sau có đào bới ra cả bom nguyên tử không? Tô Bạch tìm hiểu kỹ thông tin về tên lửa đạn đạo. Tên lửa đạn đạo được chia làm loại phóng từ lục địa và từ hải cơ. Loại phóng từ hải cơ chủ yếu dùng cho tàu ngầm hạt nhân. Liệu có khả năng dưới đáy biển này có tàu ngầm hạt nhân không? Nghĩ vậy, Tô Bạch bắt đầu đào bới. Bỗng một cấu trúc khổng lồ được đào bới lên. Vật phẩm, lò phản ứng hạt nhân, thời đại, thập niên 70. Giá trị, không xác định. Tô Bạch trố mắt lên. Trời đất ơi, tôi đã đào bới được lò phản ứng hạt nhân. Đây không phải là thiết bị nguồn năng lượng trong phim Người Sát à? Anh kia ngây người ra. Không lẽ anh định lắp nó vào người để đào bới tôm hùm mà? Anh kiểm tra xem có dò gì phóng xạ không đã. Phóng xạ hạt nhân không phải trò đùa đâu. Sao tôi cảm thấy toàn thân ngứa ngáy thế này? Chắc là tâm lý thôi. Nếu thực sự dò gì phóng xạ thì xung quanh đây đã có đầy xác cá chết rồi. Bây giờ anh đứng gần thế kia thì anh đã gặp tổ tiên của anh từ lâu rồi. Anh ơi, những thứ anh đào bới ra ngày càng quỷ quái hơn. Tôi cảm giác như mỗi ngày đều đi dạo quanh cửa địa ngục vậy. Sitojimo đã đào bới ra cái lò phản ứng nhiệt hạch của Alman rồi. Sitojimo này muốn cứu thế giới à? Trong thực tế có thể trang bị cả tên lửa đạn đạo của Mỹ lẫn lò phản ứng hạt nhân thì đây chắc chắn là tàu ngầm tấn công hạt nhân Know-how của Mỹ rồi. Sitojimo cứ đào bới thêm xem nào. Rất có thể phía dưới là tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đấy. Tô Bạch nhìn phòng chat, phân tích của khán giả rất có lý. Nó rơi nhảy xuống biển. Tô Bạch ngụp lặn xuống dưới. Bỗng nhiên, một chiếc tàu ngầm hạt nhân khổng lồ hiện ra trước mắt. Sitojimo đã thực sự phát hiện ra tàu ngầm hạt nhân của Mỹ rồi. Đây là loại tàu ngầm hạt nhân hàng đầu thế giới. Trước tiên là đào bới ra máy bay ném bom B-52, rồi đến máy bay chiến đấu F-35, phiên bản rẻ tiền của tàu sân bay Asiford của Mỹ. Bây giờ lại đào bới được cả tàu ngầm tấn công hạt nhân Oahu của Mỹ. Đây là đang tước đoạt của Mỹ đấy. Đã tước đoạt chọc lóc rồi còn gì. Sitojimo âm phủ, ngươi còn là người không ngại muốn đào bới hết vũ khí tiên tiến của Mỹ à? Ngươi định đào bới hết vũ khí tiên tiến của Mỹ à? Sitojimo này đã quá đáng rồi. Ít ra cũng đào bới vũ khí của các nước khác chứ. Sao toàn là của Mỹ vậy? Cũng phải thôi. Mỹ là nước có vũ khí tiên tiến nhất. Không đào bới của họ thì đào bới của ai? Bây giờ tôi chỉ muốn biết phản ứng của phía Mỹ thôi.
Không biết bên quân khu Mỹ bây giờ đã khóc chưa nữa. Tại sao những thứ bị đào bới ra toàn là vũ khí của họ vậy? Tin này lập tức gây chấn động trên toàn mạng. Đại tướng Lưu nhìn phòng chat trực tiếp, ngay người ra. Tô Bạch ơi Tô Bạch, ngươi không thể cho ta nghỉ ngơi một chút à? Tôi vừa mới đưa những quả bom khí độc ngươi đào bới về, giờ ngươi lại phát hiện ra tàu ngầm hạt nhân. Tôi là đại tướng hải quân đây, nhưng giờ đã trở thành chạy tứ tung cho ngươi rồi. Các lãnh đạo Mỹ đã nổi điên lên rồi. Báo cáo đại tướng MacArthur, tình hình không ổn rồi, không ổn rồi. Quân chúng bên ngoài đang biểu tình lớn, phản đối việc quản lý vũ khí công nghệ cao kém, thậm chí đòi đại tướng phải ăn đậu phộng. Ta là đại tướng năm sao MacArthur đây. Không ngờ lại bị một người giống quốc đào bới mà. Sắp phải ăn đậu phộng rồi. Đại tướng, bên ngoài bây giờ biểu tình đã đổi sang cướp bóc điên cùng rồi. Bên ngoài đã hỗn loạn như nồi cơm bỏ ngỏ rồi. Hỗn loạn quá rồi. Mọi người đều đi cướp trái cây điện thoại miễn phí hết rồi. Không còn ai bắt tôi ăn đậu phộng nữa. Ngày thứ 18 đào bới. Tôi ra biển đào bới và đào bới được kho vũ khí của Nhật Bản. Nhật Bản thậm chí đã phái hải quân tấn công tôi. Bói toán thành công. Vận may kinh thiên. Ác ma hùng. Vậy lần này sẽ đào bới ra thứ quỷ quái gì nữa? Khán giả nhìn thấy vị trí của Tô Bạch không khỏi kinh ngạc. Shitojimu đã đi đào bới gần Nhật Bản. Lần trước đã nhặt luôn cả tàu sân bay họ mua. Nhật Bản chẳng phải run sợ lắm sao? Rất nhanh sau đó, lưới đào bới lại xuất hiện trên bông tàu. Vật phẩm, đầu đạn hạt nhân nhiệt W88, thời đại hiện đại, giá trị 2 tỷ đô. Trời đất ơi, lại là đầu đạn hạt nhân. Chó cái, Nhật Bản không bị trừng phạt không được sở hữu vũ khí hạt nhân à? Chắc sợ bị phát hiện nên giấu ở gần đại dương. Tôi đoán Nhật Bản giấu dưới đó. Chắc không chỉ có một đầu đạn hạt nhân. Nói rồi Tô Bạch và anh kia nhảy xuống nước. Lặn xuống dưới, thấy dưới nước có cả một kho vũ khí. Hàng đầu là các loại máy bay. Hàng thứ hai là các loại xe tăng, pháo phản lực cơ giới. Hàng thứ ba là các loại xe bọc thép. Hàng thứ tư là các bệ phóng tên lửa. Hàng thứ năm cũng vậy. Bên ngoài xe bọc thép là lớp vỏ kính. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Bạch phải dụ mắt, không dám tin vào mắt mình. Vậy ác ma hung là đào bới ra kho vũ khí à? Anh ơi, chẳng lẽ chúng ta đã đào bới ra kho vũ khí của Nhật Bản rồi? Đã đào bới hết kho vũ khí của Nhật Bản. Khi họ phát hiện ra thì có giận không nhỉ? Giận thì chắc phải nổi điên lên mới phải. Anh kia còn ngớ ngác làm gì nữa? Xem nào, người Nhật cao thượng quá rồi. Đã tặng cả một kho vũ khí cho chúng ta. Anh nói họ có cao thượng không nào? Tôi thấy ngại quá đi mất. Anh kia trố mắt lên. Xin lỗi, tôi thực sự không nhìn ra được. Lúc này Tô Bạch đã đào bới lên tất cả. Đầu đạn nhiệt hạch, bom nổ chậm, ngư lôi, đã đem tất cả vũ khí về hòn đảo của mình. Như vậy hòn đảo của tôi đã trở nên vô địch rồi. Anh ơi, nếu người Nhật Bản phát hiện ra thì chúng ta phải làm sao? Phát hiện cái gì chứ? Phát hiện rằng chúng ta đã đào bới hết tất cả vũ khí của họ. Anh nói cái gì vậy? Chúng ta có đến gần Nhật Bản đâu? Anh kia bỗng tỉnh ngộ. Đúng rồi, chúng ta không đến đó. Vũ khí của họ bị mất thì có liên quan gì đến chúng ta? Lúc này, cấp lãnh đạo Nhật Bản, video mới nhất của Shitojima phủ hiển thị vị trí là gần nước chúng ta. Liệu có phải hắn đến gần nước ta để đào bới không? Nhanh lên, điều hải quân đi kiểm tra kho vũ khí dưới nước của chúng ta. Nhật Bản lập tức lên máy bay, nhảy xuống nước kiểm tra. Thưa ngài, chúng tôi đã tới. Nhìn thấy cảnh tượng dưới nước, hoàn toàn ngây người. Xung quanh đã trống trơn. Lúc này cấp lãnh đạo choáng váng. Nỗi lo cuối cùng cũng thành hiện thực. Cảnh tượng tồi tệ nhất đã xảy ra. Tại sao lại thế này? Trên biển mênh mông, làm sao hắn lại phát hiện ra kho vũ khí nhỏ bé này? Hết rồi, hoàn toàn hết rồi. Nhanh lên, đuổi theo tên đó cho tôi. Vận chuyển nhiều vũ khí như vậy, chắc chắn không thể đi nhanh. Điều máy bay nhanh nhất đuổi theo hắn ngay. Bất chấp mọi giá phải, nhất định phải giật lại vũ khí. Lúc này Tô Bạch đã trở về hòn đảo của mình. Đại tướng Lưu nhìn thấy phòng trực vội vàng gọi điện tới. Tô Bạch à, tôi nhìn thấy trong phòng trực tiếp, ngươi có đào bới ra kho vũ khí của Nhật Bản không vậy? Làm sao có thể, chỉ là đào bới được vũ khí hoang dã ở gần đó thôi. Hoàn toàn không liên quan gì đến Nhật Bản cả. Nghe thấy tiếng động, đại tướng Lý khẽ nhếch mép. Ngươi nghe những gì mình nói có phải lời người không vậy? Kho vũ khí mà cũng có hoang dã à? Chẳng lẽ điều này sẽ gây ra tranh chấp quốc tế gì không? Tranh chấp quốc tế? Tôi chỉ đào bới trên đại dương mà, làm sao có tranh chấp quốc tế được? Đại tướng Lưu gật đầu. Nếu nói là đào bới trên biển thì vậy thì không sao cả. Nhưng ngay lúc đó, lính đánh thuê chạy lại báo, đại ca, phát hiện máy bay chiến đấu của Nhật Bản đang tiến lại gần. Radar hiển thị có tổng cộng 26 chiếc máy bay chiến đấu, ước tính phía sau còn có rất nhiều tàu chiến nữa. Đây là diện mạo của một cuộc tấn công toàn diện vào chúng ta. Không ngờ Nhật Bản lại dám tấn công chúng ta. Báo cáo người chỉ huy, hòn đảo đã nằm trong tầm bắn tên lửa, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bắn đi. Tên lửa lượn theo một đường cong hoàn hảo trên không trung, lao thẳng về hòn đảo. Nhưng khi cách đảo thì bị đạn đánh chặn từ hệ thống đánh chặn bắn rơi. Lúc này cấp lãnh đạo Nhật Bản đang rất tự mãn. Nhưng ngay lúc tên lửa phát nổ, cấp lãnh đạo hoàn toàn sững sờ. Tên lửa bị đánh chặn rồi.
Trên hòn đảo này thực sự có hệ thống đánh chặn. Hệ thống đánh chặn chắc cũng chỉ là hệ thống đánh chặn rác rưởi thôi. Để xem ngươi có thể đánh chặn được bao nhiêu tên lửa. Tấn công toàn lực. Trong nháy mắt hàng chục tên lửa được phóng ra, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tất cả đều bị đánh chặn ở khoảng cách từ 1 đến 2 km. Cấp lãnh đạo Nhật Bản lại ngây người. Một hòn đảo nhỏ bé lại có hệ thống đánh chặn hoàn hảo như vậy. Đây là tình huống gì vậy? Các người xem, người Nhật Bản tốt với chúng ta quá. Đã đến từ xa xôi để thăm tôi. Dùng quốc là đồng minh của họ, làm sao có thể không đón tiếp bằng quà tặng chứ? Này, tặng cho đồng minh Nhật Bản vài quả bom hạt nhân, để họ cảm nhận tình cảm nồng hậu của chúng ta. Câu tặng vài quả bom hạt nhân khiến khán giả sửng sốt. Shidojima thật là vô nhân tính quá. Mới đầu đã dùng bom hạt nhân luôn rồi. Tô Bạch bất lực nói với mọi người. Các người có nhìn thấy không? Chính Nhật Bản tấn công tôi trước. Tôi hoàn toàn là tự vệ. Phòng trực tiếp im lặng, không một tiếng động. Họ chưa từng thấy tự vệ bằng bom hạt nhân bao giờ. Tí tách, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân lao thẳng về hạm đội Nhật Bản. Trước vụ tấn công bom hạt nhân bất ngờ, tiếp theo là một vụ nổ kinh khủng. Nhật Bản tập thể nhìn thấy tổ tiên của mình. Trong nháy mắt, một đám mây hình nấm bốc lên trời cao. Tôi đã chứng kiến vụ nổ hạt nhân trực tiếp. Đây là thật, ngay cả mồ mả tổ tiên cũng bốc khói xanh. Tôi có thể kể về nó cả đời. Tin này truyền về, nhà vua Nhật Bản chắc đã hoảng sợ đến nỗi đái ra quần rồi. Rồi lại phải khóc lóc gọi bố đây. Con trai này thật nhỏ bé, để nó gọi tôi bố tôi còn thẹn. Ngày thứ 19 đào bới, tôi bó được tận thế. Vô tình đi vào không gian lạ, phát hiện hệ thống công nghệ ngoài hành tinh. Bói toán bắt buộc, hôm nay vận may tận thế hung. Cái quỷ gì thế này, còn bói toán bắt buộc nữa à, mà lại là tận thế hung. Chó cái, hệ thống muốn đưa tôi lên đường à? Anh kia nhìn thấy vẻ mặt của Tô Bạch. Anh chỉ đánh Nhật Bản thôi mà. Sao mặt mũi khó coi thế? Anh không hiểu, tôi chẳng để Nhật Bản vào mắt. Tôi chỉ để họ vào, mong thôi, tôi có một linh cảm rằng tận thế sắp xảy ra rồi. Nói rồi, hòn đảo bỗng chấn động dữ dội. Trên mặt biển bỗng xuất hiện một cơn xoáy nước. Chắc là động đất đã làm nứt đáy biển, khiến nước biển bị hút xuống. Tô Bạch và anh kia thấy vậy, vội nhảy xuống để xem dưới đáy biển xảy ra chuyện gì. Tô Bạch nhanh chóng phát hiện ra một khe nứt. Tại sao khe nứt này không có nước chảy vào? Đây là công nghệ gì vậy? Tô Bạch đi qua lớp màng nước, lọt thẳng vào bên trong. Nơi này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là nền văn minh tiên tiến? Chẳng lẽ thực sự phát hiện ra người ngoài hành tinh? Lúc này Tô Bạch nhìn thấy một chiếc hộp khổng lồ, bề mặt đầy chữ ngoài hành tinh. Tô Bạch chạm nhẹ vào, chiếc hộp lập tức mở ra. Bên trong là một bộ giáp giống người nhện. Anh ơi, nếu mặc bộ giáp này, liệu có được siêu năng lực không? Chắc chỉ là loại áo chống đạn cao cấp thôi. Nói rồi Tô Bạch chạm nhẹ vào, bộ giáp lập tức bao trùm lấy Tô Bạch. Tô Bạch lập tức cảm nhận được sức mạnh dâng trào. Anh kia, bắn thử một phát xem nào. Bây giờ tôi đầy sức mạnh. Nói rồi anh kia cẩn thận bóp cò. Lúc này Tô Bạch nhẹ nhàng nắm lại, viên đạn bay tới lập tức tan thành cho bụi. Anh kia hoàn toàn sững sờ. Anh cứ bắn thêm đi, bắn nhiều phát nữa, anh không ăn cơm mà. Nói rồi anh kia liên tục chửi tục. Tô Bạch đứng đó cho anh kia bắn tới tấp. Anh à, tôi không cảm thấy gì cả. Tay tôi gần tê cứng rồi đấy. Anh nói không cảm thấy gì à? Bộ giáp này thật kinh khủng. Chắc chắn là đồ dành cho VIP của nền văn minh ngoài hành tinh. Công nghệ của trái đất thật quá lạc hậu. Vũ khí thông thường chẳng làm tổn thương được bộ giáp chiến đấu ngoài hành tinh này. Bộ giáp này không chỉ tăng tốc độ, mà còn tăng sức mạnh nữa. Bỗng nhiên Tô Bạch nhấn một nút, ngay lập tức một thanh kiếm sáng xuất hiện. Ồ, thanh kiếm sáng này có vẻ là bộ đôi với bộ giáp. Thanh kiếm sáng này kết hợp với sức mạnh từ bộ giáp sẽ khiến tốc độ trở nên vô địch trên trái đất. Lúc này Tô Bạch vung thanh kiếm sáng chém vào một tảng đá khổng lồ, nơi thanh kiếm đi qua lập tức nứt ra, chẻ đá dễ dàng như chẻ dưa. Trời đất ơi, đây không phải là thanh kiếm sáng trong phim mà. Shidojima âm phủ cuối cùng cũng đào bới được vũ khí ngoài hành tinh rồi. Shidojima âm phủ lại bắt đầu quỷ quái rồi. Lúc này Tô Bạch tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bỗng một cổ cầu camera xuất hiện trước mặt Tô Bạch, quét Tô Bạch một lượt. Chương trình khôi phục đã khởi động. Chào Trung tá X, tôi là Moshi, hân hạnh phục vụ. Tôi là con tàu vũ trụ được phải đến hệ mặt trời 5 tỷ năm trước. Tại sao Moshi lại gọi anh là Trung tá vậy? Chẳng lẽ anh là người ngoài hành tinh được phải đến đây? Cút đi, tôi vốn dĩ là người rồng quốc. Có thể là bộ giáp tôi đang mặc là của Trung tá đó. Dường như đã kích hoạt hệ thống giám sát vũ trụ mới, giám sát xâm lấn từ vũ trụ. Tô Bạch hoàn toàn sững sờ. Quá mạnh rồi. Giám sát toàn vũ trụ, tiên tiến hơn vệ tinh của trái đất rất nhiều. Tô Bạch cố làm ra vẻ bình tĩnh, dường như có nhiệm vụ xâm lấn. Hãy báo cáo cho tôi ngay. Tuân lệnh. Khán giả trong phòng trực tiếp đều sửng sốt. Shidojima ơi, liệu trái đất chúng ta có bị xâm lấn không? 5 tỷ năm trước đã có tàu vũ trụ đến trái đất rồi. Nên văn minh ngoài hành tinh thật đáng sợ. Ngủ yên 5 tỷ năm nhưng vẫn áp đảo công nghệ hiện tại của chúng ta. Quá đáng sợ. Trái đất thực sự đang đi vào tận thế rồi. Tô Bạch tranh thủ tìm kiếm báu vật. Lần này thực sự là tận thế rồi.
Tôi phải tìm những báu vật có thể cứu mạng. Bỗng Tô Bạch nhìn thấy một khẩu pháo phát sáng. Vật phẩm, pháo điện từ không gian. Thời đại, nền văn minh mới cách đây 5 tỷ năm. Giá trị, không xác định. Sức mạnh, vũ khí cấp vệ tinh. 10 phát có thể hủy diệt một tiểu hành tinh. Trời ơi, pháo điện từ không gian có sức công phá cấp vệ tinh. Vậy chỉ cần một phát là có thể phá hủy mặt trăng luôn. Anh nói gì vậy? Anh nói thứ này có thể phá hủy mặt trăng à? Không tin thì thử xem sao, sẽ biết thực hư ngay thôi. Nói rồi Tô Bạch ra mặt biển, bắn một phát về hướng Nhật Bản. Trên biển, một vùng nước biển lớn bị thổi bay lên không trung. Một đám mây hình nấm trắng bốc lên. Hòn đảo của Nhật Bản ở xa xa lập tức biến mất. Hai chân anh kia run lẩy bẩy. Trời đất ơi, đạn pháo từ trên xe tăng có thể bắn ra như vậy sao? Sức công phá này tương đương 10 của bom nguyên tử rồi. Lúc trước Nhật Bản bị bom nguyên tử, chỉ khiến hòn đảo nhỏ không một cọng cỏ. Nhưng bây giờ cả hòn đảo cũng không còn nữa, quá đáng sợ. Shitojima, đây chắc chắn là pháo từ trên xe tăng của người ngoài. Không một quốc gia nào trên thế giới, kể cả Mỹ, cũng không thể sản xuất ra được xe tăng như vậy. Không, không chỉ là xe tăng đó, ngay cả 1% sức mạnh của nó cũng không thể sản xuất ra được. Lúc này, tin về sự biến mất của một vùng đảo lớn của Nhật Bản gây chấn động Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Nhật Bản khóc lóc lên máy bay đến gặp Tổng thống Biden. Ông Biden, ông phải cứu chúng tôi đây. Chúng tôi đã bị tấn công từ ngoài hành tinh rồi. 1/3 đảo của chúng tôi đã biến mất trong nháy mắt. Quá đáng sợ. Đừng lo, tôi sẽ bảo đại tướng MacArthur điều tra cho rõ ràng. Lúc này Biden gọi cho MacArthur. Nhật Bản, các người biết tình hình gì không? Có phải bị tấn công từ ngoài không gian không? Kính thưa Tổng thống Biden, theo tôi xem trực tiếp, thì đó là người Dùng Quốc đã bắn phá Nhật Bản. Kết quả là, chỉ một phát đã phá hủy 1/3 đất đai. Vũ khí gì vậy? Tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ cộng lại cũng không bằng một phát đó đâu. Người Dùng Quốc quá đáng sợ. Nhanh lên, dùng bất cứ cách nào cũng phải phá hủy vũ khí đó. Nếu không, Mỹ chỉ cần vài phát là hết đất đứng. Lúc này, khi Tô Bạch đang tự mãn cười lớn vì sức mạnh vô địch của mình, bỗng nhiên có tiếng báo động vang lên. Báo động, báo động. Trung tá X, kiểm tra hành tinh đang ở, có giống côn trùng ngoài hành tinh xâm nhập, khẩn cấp vào trạng thái chiến đấu. Kiểm tra hành tinh đang ở, vĩ độ 30 lăn độ Bắc, kinh độ 139 độ Đông, có giống côn trùng ngoài hành tinh xâm nhập. Trời đất ơi, đây là tận thế thật rồi sao? Tọa độ này không phải là núi Phú Sĩ của Nhật Bản sao? Lúc này, dưới chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản xuất hiện một cái hố sâu thăm thẳm, gây chấn động toàn cầu, khán giả xem trực tiếp không khỏi bàn tán. Cái hố đen sâu thẳm này là do động đất vừa rồi à? Chẳng lẽ đây là điểm báo tận thế? Liệu có thứ gì đó sẽ chui ra từ cái hố đen này không? Nếu không thì làm sao có thể xuất hiện cái hố đen lớn thế này? Lúc này, bỗng nhiên, có thứ gì đó chui ra từ cái hố đen. Nhìn kỹ thì thấy, đó là những quái vật trông rất đáng sợ. Cái gì vậy? Cái hố đen ở núi Phú Sĩ có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh chui ra. Được rồi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Cảnh sát đến nơi, nhìn thấy những quái vật ngoài hành tinh đáng sợ. Cái quái gì thế này? Chúng đang tấn công dân chúng. Còn đứng ngơ ngác làm gì? Nhanh lên, bắn chúng đi. Cái quái gì thế này? Sao chúng không bị thương tích gì cả? Chỉ trong chốc lát, cảnh sát Nhật Bản hoàn toàn không chống cự nổi quái vật. Đã ngã gục trong vũng máu. Thủ tướng Nhật Bản nhìn tin cảnh sát hy sinh, hoàn toàn kinh hoàng. Lập tức huy động tất cả lực lượng. Lập tức tiến về hướng núi Phú Sĩ. Ngay sau đó, rất nhiều tên lửa tấn công dữ dội vào quái vật, nhưng cơ bản đều không gây được sát thương gì cho chúng. Cấp lãnh đạo Nhật Bản nhìn kết quả thảm bại, mặt tái xanh. Quái vật này đến tính là gì vậy? Sức phòng thủ và tấn công quá mạnh rồi. Nói rồi vội gọi điện cầu cứu Tổng thống Biden. Bố cứu con, nước tôi đang xuất hiện rất nhiều quái vật. Đã dùng hết vũ khí rồi, nhưng đều vô hiệu, xin hãy hỗ trợ. Quái vật, các người Nhật Bản không phải hàng ngày đều có quái vật sao? Các siêu nhân của các người không phải đánh quái vật hàng ngày à? Bố à, đừng đùa nữa. Lần này là quái vật thật. Bây giờ quân đội đã mất đi một nửa rồi. Nếu thực sự không được, thì con sẽ tặng thêm cho các người Nhật Bản vài của bom hạt nhân nữa xem sao. Bom hạt nhân, các lãnh đạo Nhật Bản lập tức chìm vào trầm tư. Được rồi, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Một đám mây hình nấm khổng lồ một lần nữa xuất hiện trên đất nước Nhật Bản. Những quái vật đó chỉ bị thiệt mạng ở ngay tâm điểm vụ nổ. Những con còn lại chỉ bị thương nhẹ. Cấp lãnh đạo Nhật Bản hoàn toàn tuyệt vọng. Đã dùng tới 2 quả bom hạt nhân chỉ giết được vài con quái vật. Quá đáng sợ rồi. Lúc này, Tô Bạch đang nằm nhà nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy giọng nói của hệ thống. Hệ thống bắt buộc bói toán, hôm nay vận may họa phúc. Trời ơi, lại bắt buộc bói toán nữa à? Bây giờ đang bị ngoài hành tinh xâm lấn mà. Hệ thống khỉ gì vậy? Còn bói toán cái con khỉ gì nữa? Yêu cầu chủ nhân ra biển đào bới, nếu không đào bới trong vòng 24 giờ, sẽ bị kết liễu mạng sống. Bây giờ khắp nơi đều có quái vật. Mà bảo tôi đi đào bới, hệ thống khỉ gì vậy? Muốn chơi tôi à? Tô Bạch bất lực lắc đầu, chọn ra biển. Nghe nói ra biển, anh kia hoàn toàn ngạc nhiên. Anh đùa à? Bây giờ ra biển đào bới, đó không phải là tìm đường chết sao? Anh coi người Nhật Bản kia, những người còn sống sót đều đang làm gì? Họ đều đang ra khơi, vì không ở trong nước nên mới tránh được những quái vật đó. Tôi nói là đi đào bới, nhưng thực ra là đang cứu mạng anh đấy.
Ồ đúng đúng. Nghe nói những quái vật này không biết bơi. Anh vẫn nghĩ chu đáo như mọi khi. Con tàu đào bới ra khơi, Tô Bạch bật phòng trực tiếp. Trời ơi, cả thế giới sắp bị quái vật xâm chiếm rồi. Bây giờ còn phải ra ngoài đào bới nữa. Sitor Zimmer thật là người mẫu mực. Bây giờ cả nước đã nghỉ làm hết rồi, nhưng Sitor Zimmer vẫn ra ngoài đào bới. Thật xúc động các bạn ơi. Tô Bạch bắt đầu tự khen mình. Mẹ kiếp, các người tưởng tôi muốn ra ngoài đào bới lắm à? Nằm nhà không thoải mái hơn à? Chỉ vì hệ thống ép buộc tôi phải đào bới thôi. Không đào bới thì chết mất. Nói rồi lưới đào bới đã kéo lên. Một cái gì đó. Một chiếc hộp to từng xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Trên đó có những ký hiệu kỳ lạ. Chiếc hộp này có vẻ nhỏ quá đi. Đâu rồi cái họa phúc hả? Không phải nói là sẽ đào bới được vũ khí sao? Một chiếc hộp nhỏ xíu thế này có thể chứa vũ khí gì? Tô Bạch từ từ mở chiếc hộp trong tay. Đây hoàn toàn không phải vũ khí, mà là một vật thể kim loại hình giọt nước. Tô Bạch hoàn toàn ngơ ngác. Giọt nước kết nối à? Thứ này có tác dụng gì? Trái đất sắp bị quái vật ngoài hành tinh xâm chiếm rồi. Hệ thống chó má, lại đưa cho tao thứ rác rưởi này. Lúc này giọng nói của Moshi bỗng vang lên. Trung tá 10, ngài đã tìm thấy con tàu vũ trụ hình giọt nước bị thất lạc của 10. Con tàu vũ trụ hình giọt nước. Con tàu vũ trụ hình giọt nước 5 tỷ năm trước do hết năng lượng nên đã mất liên lạc. Giờ đã hấp thụ năng lượng mặt trời, sẽ nhanh chóng khôi phục hoạt động. Nhỏ xíu thế kia mà lại là một con tàu vũ trụ. Công nghệ ngoài hành tinh tiên tiến thế sao? Lúc này giọt nước đã hấp thụ đủ năng lượng mặt trời, bỗng nhiên bắt đầu hoạt động. Trung tá 10 à, con tàu hình giọt nước của 10 sẵn sàng phục vụ ngài. Tô Bạch hoàn toàn sửng sốt. Đây thực sự là một con tàu vũ trụ cơ đấy. Con tàu hình giọt nước, trên tàu có vũ khí tấn công mạnh không? Trung tá 10, chính giọt nước đó là một loại vũ khí có thể xuyên qua bất cứ vật thể nào. Trời đất ơi, xuyên qua bất cứ vật thể nào à? Lúc này Tô Bạch bỗng nghĩ tới những sinh vật ngoài hành tinh bất khả xâm phạm kia đang tấn công Nhật Bản. Giọt nước lập tức đến Nhật Bản. Tốc độ nhanh như xuyên không vậy. Chỉ trong nháy mắt, trên người quái vật đã xuất hiện vô số lỗ đen. Giây sau, quái vật chưa kịp rên la đã ngã lăn ra đất. Mọi người đều ngây người trong giây lát. Rõ ràng quái vật chẳng khác gì đậu hũ trước giọt nước. Trời đất, chuyện gì thế này? Quái vật mà cả bom hạt nhân cũng không làm gì nổi, giờ lại bị xuyên thủng trong nháy mắt. Toàn cầu chấn động. Khi biết đó là vũ khí của Rồng Quốc, các lãnh đạo Nhật Bản vội vàng chạy tới quỳ lại. Rồng Quốc cha, cha là cha ruột của con. Chỉ có cha mới có thể đối phó được với những quái vật này thôi. Ông già Biden của Mỹ kia hoàn toàn vô dụng. Ông ta ném hàng chục quả bom hạt nhân, cũng chỉ giết được vài con quái vật mà thôi. Vẫn phải nhờ Rồng Quốc cha ra tay mới được. Chỉ cần cho giọt nước đó bay qua bay lại vài lần thì những quái vật đó cũng hết đường sống rồi.